Bản tin y tế sáng ngày 22 tháng 2 năm 2021. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 2 đến 6 giờ ngày 22 tháng 2, nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Trước đó, trong ngày 21 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc mới, bệnh nhân số 2369 đến 2383, đều là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Trong đó 14 ca là F1 và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Cũng trong ngày 21 tháng 2, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 90 bệnh nhân điều trị COVID-19. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này vẫn phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại. Như vậy, tổng số ca nhiễm cả nước từ ngày 27 tháng 1 đến sáng ngày 22 tháng 2 năm 2021 lên 791 ca tại 13 địa phương. Trong đó Hải Dương 611 ca, Quảng Ninh 60 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hà Nội 35 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Hà Giang 1 ca.